Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế chiều ngày hôm nay của chúng tôi và sau đây là bản tin chi tiết. Nóng, Trung Quốc cảnh báo Mỹ không đưa Đài Loan vào kế hoạch Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trước những hành động ngày càng quyết liệt của Washington. Trong khi đó, cựu ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thăm Đài Loan vào tuần tới và gặp bà Thái Anh Văn. Chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với Đài Loan. Ở một diễn biến khác, Mỹ Thái Lan dẫn đầu tập trận hổ mang vàng. Quân nhân Trung Quốc cũng tham gia Cùng lúc, Trung Quốc tố Úc bịa chuyện, khiếu nại của Úc về việc một tàu hải quân Trung Quốc bắn laser vào máy bay quân sự vào tuần trước là sai sự thật. Thực hư ra sao? Và cuối cùng, bước đi mới của quân đội Trung Quốc trong phát triển vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu chiến đấu. Cụ thể ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế chiều ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Trung Quốc cảnh báo Mỹ không đưa Đài Loan vào kế hoạch Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông Vương Nghị cảnh báo với ông Blinken rằng Washington không nên đưa Đài Loan vào chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ. Ngày 22 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo với ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken rằng Washington không nên đưa Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình, vào chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ. Theo nguồn tin, đầu tháng này Mỹ cho biết Họ sẽ cam kết thêm các nguồn lực ngoại giao và an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Washington cũng cho biết sẽ làm việc với các đối tác trong và ngoài khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc điện đàm với ông Blinken, ông Vương Nghị đã nói rằng nỗ lực đưa Đài Loan vào chiến lược kiềm chế Trung Quốc đang gửi đi những tín hiệu sai lầm. Tuy nhiên, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết những khác biệt của Bắc Kinh với Washington và ổn định quan hệ song phương. Ông Vương nói. Cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thăm Đài Loan Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến thăm Đài Loan vào tuần tới và gặp bà Thái Anh Văn. Theo cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Pompeo và phu nhân sẽ đến thăm hòn đảo từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3, gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, quan chức ngoại giao Joseph Gu và có bài phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết cựu Ngoại trưởng Pompeo là người bạn lâu dài và trung thành của Đài Loan và đã có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên. Cơ quan này nói thêm, chuyên thăm của ông cho thấy sự ủng hộ lưỡng đảng vững chắc của Mỹ đối với Đài Loan và thể hiện tình bạn thân thiết. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phục vụ dưới thời Tổng thống Donald Trump từ năm 2018 cho đến khi chính quyền Trump kết thúc vào tháng 1 năm 2021. Khi còn tại nhiệm, ông có nhiều phát biểu chỉ trích Trung Quốc. Chính quyền Trump ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ, nhưng không thiết lập các mối quan hệ chính thức. Mỹ có những vụ mua bán vũ khí đình đám với Đài Loan và chuyến thăm của những quan chức hàng đầu với hòn đảo. Hồi đầu tháng 2, Mỹ phê duyệt hợp đồng bán thiết bị và dịch vụ giá trị 100 triệu USD cho Đài Loan để duy trì, bảo dưỡng và cải tiến hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đề xuất mua tên lửa được đưa vào một cuộc gặp vào năm 2019 với các quan chức ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo. Trong bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định việc thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hòa bình là giải pháp tốt nhất vì lợi ích của Trung Quốc. Mỹ-Thái Lan dẫn đầu tập trận hổ mang vàng, quân nhân Trung Quốc tham gia. Ngày 20 tháng 2, cuộc tập trận thường niên do Thái Lan và Mỹ dẫn đầu mang tên Hổ Mang Vàng chính thức diễn ra, với quy mô được rút gọn và dự kiến kéo dài đến ngày 5 tháng 3. Các quân nhân từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Australia cũng tham gia cuộc tập trận năm nay, cùng với 2.000 binh sĩ Thái Lan và 1.200 binh sĩ Mỹ. Năm nay, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng sẽ không có các cuộc diễn tập bản đạn thật, đổ bộ và sơ tán như thường lệ, tập trung vào các cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo. Cuộc tập trận hổ mang vàng cuối cùng trước khi bùng phát đại dịch Covid-19 có sự tham gia của 4.500 binh sĩ Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Tachavanik, cuộc tập trận sẽ là một cơ chế thiết yếu để tăng cường hợp tác quân sự, mặc dù quy mô một lần nữa giảm trong năm nay. Hồ Mang Vàng được triển khai từ năm 1982 là cuộc tập trận quân sự đa quốc gia kéo dài nhất thế giới và là nền tảng quan trọng để Mỹ củng cố các liên minh ở châu Á trong thời điểm cạnh tranh ngày càng tăng trong khu vực. Trung Quốc tố Úc bị chuyện máy bay quân sự bị tấn công laser Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 2 cho biết khiếu nại của Úc về việc một tàu hải quân Trung Quốc bắn laser vào máy bay quân sự vào tuần trước là sai sự thật. Phát ngôn viên Uông Văn Bân cho biết, sau khi kiểm tra và xác minh với các cơ quan liên quan, chúng tôi xác nhận thông tin phía Úc đưa ra là không đúng sự thật. Tàu Trung Quốc chỉ hoạt động bình thường và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông hối thúc camera nên kiềm chế, tránh phát tán thông tin sai lệch về Bắc Kinh để không ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Trước đó, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison cũng lên tiếng gọi đây là một hành động nguy hiểm và yêu cầu Bắc Kinh điều tra vụ việc. Bước đi mới của quân đội Trung Quốc trong phát triển vũ khí Theo nguồn tin dẫn lời giới chuyên gia quân sự, Trung Quốc vừa công bố quy định mới nhằm đảm bảo rằng quân đội nước này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế, thử nghiệm và đánh giá các hệ thống vũ khí. Quy định mới được công bố vào tuần trước và được thông qua bởi Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nằm trong nỗ lực dài hạn nhằm cải cách lực lượng vũ trang, tạo quân đội hiện đại và sẵn sàng chiến đấu theo chuyên gia chu thần minh tại viện khoa học và công nghệ quân sự viễn vọng ở bắc kinh mục đích chính của quy định mới là giúp quân giải phóng nhân dân trung quốc có quy định sau cùng vì họ là bên tiêu thụ vũ khí điều đó có nghĩa là quân đội trung quốc sẽ phụ trách thử nghiệm và đánh giá những vũ khí thiết bị mới và thậm chí có quyền tham gia vào quá trình phát triển những vũ khí mới ông phân tích bên cạnh đó quy định mới nâng cao các yêu cầu về khả năng và chất lượng trong việc phát triển các vũ khí thiết bị mới Tân Hoa Xã đưa tin tất cả những vũ khí mới nên đủ khả năng tham chiến thực tế trong chiến tranh hiện đại, với xu hướng thiên về vi tính hóa và trí tuệ nhân tạo. Không giống Mỹ và các nước phương Tây khác, hầu hết những hệ thống vũ khí của Trung Quốc được phát triển và sản xuất bởi những công ty nhà nước, chẳng hạn như Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc trước nay các công ty vũ khí phải thuyết phục quân đội trung quốc mua sản phẩm của họ dù cần hay không trong khi quân đội được chỉ đạo phải đặt hàng để giúp duy trì lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng ông chu cho biết sau khi lắng nghe phản hồi từ quân đội trung quốc các tập đoàn quốc phòng nhà nước trung quốc sẽ cố gắng nâng cấp những phiên bản mới cho quân đội nhưng sự phối hợp này bị cho là vẫn lạc hậu so với phương tây Quy định mới có thể được xem như một phần trong việc hiện đại hóa quân đội vẫn đang diễn ra nhằm cải thiện việc phát triển vũ khí của Trung Quốc, giúp quân đội Trung Quốc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, ông Chu nhận định. Vai trò của Quân ủy Trung ương. Cựu sĩ quan Tống Trọng Bình, chuyên gia luật quân sự tại Đại học Thành phố Tô Châu, Trung Quốc, cho rằng quy định mới phù hợp với những quy định đã sửa đổi về thiết bị quân sự được đưa ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Những sửa đổi đó đã làm rõ nhiệm vụ của bộ phận, đơn vị khác nhau của quân đội Trung Quốc, buộc toàn bộ lực lượng vũ trang thành lập hệ thống chỉ huy hiệu quả nhằm quản lý các binh sĩ và vũ khí tốt hơn, với mục tiêu hướng đến xây dựng lực lượng chiến đấu hiện đại. Quy định về thiết bị quân sự và quy định mới đây đều là quy định bổ sung cho luật quốc phòng, nhấn mạnh vai trò của quân ủy trung ương. Với chủ tịch quân ủy trung ương có quyền ký và đưa ra những quy định về quân sự. Theo ông Tống Trung Quốc sửa đổi luật quốc phòng áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, giảm bớt vai trò của Hội đồng Nhà nước trong việc ban hành chính sách quân sự và trao quyền quyết định cho Quân ủy Trung ương. Theo đó, Quân ủy Trung ương có quyền điều động các nguồn lực dân sự và quân sự nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia trong và ngoài nước. Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Tập lệnh cho quân đội đủ khả năng chiến đấu và chiến thắng. Việc Quân ủy Trung ương ban hành quy định như thế là hợp lý, có nghĩa là những dự án về phát triển khoa học công nghệ, vũ khí và thiết bị trong tương lai có thể sẽ theo đúng nhu cầu chiến đấu của quân đội Trung Quốc, ông Tống nhận định. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.